Ở đâu nị? Dạ ở đây nè chú ơi. Chỗ nào? Dạ ở đây. Thì con gì? Đâu? Đây nè. Dạ theo vậy ha. Là nó ở đây. Đúng không? Nó ở ngay chỗ này. Ở dưới đó là cái mộ luôn hả con? Dạ ngay chỗ này là cái mã của em con. Còn đây là mã của con của dì Tư. Á à, là thay vì hai đứa này cũng chơi chung. Là một đứa này là kèm trước là con thấy nó đứng ngay chỗ này. Là nó làm như vậy. Là con đứng ngay chỗ cái cây, cái bình, cái bông giấy á. Ừ. Là con ngó ra. Con thấy cái gì ai quắc quắc như vậy nè. Đó, con mới nói quậy ơi, cứu con hả? Là thấy nó. Còn chút xíu nữa là con đi vô chổng, con vòng trở ra ngay chỗ bà mẹ. Nó đứng im vậy nè. Nó cầm theo một cái xe đồ chơi nữa. Đứng im vậy nè. Rồi sau một hồi chút xíu nữa kêu tên con á. Nị ơi nị, là giả tiếng quậy. Là kêu con. Con tưởng là quậy kêu. Nhưng mà cái nào là của em con? Dạ cái trên này là của em con. Còn dưới đây là cũng là em, nhưng mà em ở là con của dì Tư. Em con nhiêu tuổi thế này? Dạ năm nay hả? Năm nay là nó 6 tuổi rồi. Ừ. 6 tuổi rồi. 6 tuổi hay 10 tuổi gì rồi. Còn con của dì Tư con? Dạ con dì Tư ở đây nè. Là Tư bỏ nó hồi khúc mà con mấy tuổi á. Là có cái mộ này rồi mà không biết mấy tuổi. Con chỉ biết em con thôi à. Em con năm nay chắc 6 tuổi hay 10 tuổi gì rồi. Thông thường thì ai kêu gọi con này? Ai quắt con? Dạ đây. Cũng là thằng này. Thằng này nè. Còn thằng này là nó chỉ đi theo chơi với thằng này thôi. À. Là con thấy cầm đồ chơi luôn hả này? Dạ cầm đồ chơi với một cái chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp 4 bánh. Là nó chạy vòng qua đây nè. Là mẹ thấy nó. Là lúc mẹ... con thấy đứng đây quắt con là mặc áo màu gì nè? Dạ mặc áo màu, nói chung nó mặc áo lên, nó gặp con là nó mặc áo nhiều lắm. Tại mẹ đốt cho nó 2-3 cái áo lận với đồ chơi rồi nữa, đồng hồ nữa. Mà nó không có đi lên là không thấy nó đeo cái đồng hồ của mẹ cho nó. Đi lên không có lần nào thấy hết á. Lúc con thấy là ban ngày hay ban đêm này? Dạ ban đêm là thường nhất. Còn ban ngày là con không bao giờ con thấy. Sợ nó có khi là không vẫn ở đây mà con không thấy nó. Nhưng mà nó chưa sợ lắm nha. Đừng ra cho thấy nha. Bây giờ còn sợ không? Dạ còn. Sợ sao dám dắt chú ra đây xem? Dạ tại vì có chú. Có gì con đu chú được. Còn cái chỗ ngủ của con hàng ngày đâu? Dạ chỗ ngủ của con là ngay chỗ đó. Nhưng mà bây giờ là có ông ngoại ngủ ở đó rồi. Là con ngủ ở trong cái chòm mà vợ dắt đó. Là con ngủ ngay chỗ đó. Đâu con dắt chú qua cái chỗ con ngủ hàng ngày đi. Thằng ngày hả? À, cái chỗ mà trước đây con từng ngủ á. Dạ, ngay chỗ này. Mà giờ nó hơi dơ chút xíu. Tại vì có ông ngoại á. Ông ngoại dơ lắm. Ở đây nè chú ơi. Ở đây hay đốt nhang cho ông hai, bà hai. À, thông thường thì con ngủ ở đây á hả? Dạ ngủ ở đây, ngoại ngủ ở đây. Nhưng mà con cách xa ngoại không được. Là cách xa cái mã ông hai là con ngủ không bao giờ được. Là con, cho nên là con phải ngủ ở đây. Con ngủ với ngoại. Có gì con thấy là con sẽ đu ngoại được. Con đu mà. Trước đây con từng ngủ ở đây thì con từng thấy gì này? Con ngủ ở đây thì con thấy ông hai bà hai đi lên vuốt tóc vuốt đầu của con. Đó à, là ớn. Là thấy cảm giác nó lạnh lạnh ở trên cái trán á. Chứ lạnh lạnh ngay chỗ cái cổ nè. Cho nên là phải đi qua đây. Đi qua đây kêu ngoại. Con nói là ngoại ơi, hình như có ông hai bà hai vuốt đầu con. Thì ngoại mới đốt mấy cái cây nhang này cho ông hai bà hai. Còn ông hai á thì uống rượu, hút thuốc á, rồi đốt nhang. Trời, ông ngoại ở đây không biết có đốt nhang, đốt thuốc cho ổng không. Mỗi lần sợ là con xuống đây con ngủ chung với ngoại con hả? Dạ. Còn bây giờ có ông ngoại dọn đồ lên đây ngủ rồi, cho nên con phải ngủ trong đó. Ở đâu này? Dạ, ở trong này. Mến chào quý vị khán giả thân thương, trên kênh YouTube của Tình Vlog. Mến chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Thôi đi bên này đi. Dạ, hôm nay Tình có đến thăm trường hợp của gia đình năm bà cháu sống trong khu nghĩa địa ở Hóc Môn, Củ Chi. Cũng một khoảng thời gian khá là lâu.
do tình hình dịch bệnh thì tỉnh cũng đi giúp đỡ bà con, nhưng ở trong địa bàn Sài Gòn là nhiều. Hôm nay thì tỉnh có công việc đi ngang huyện Củ Chi, thì sẵn ghé thăm trường hợp của gia đình năm bà cháu. Không biết trong cái khoảng thời gian mùa dịch vừa qua thì cuộc sống của năm bà cháu có thay đổi gì hay không, thì hôm nay tỉnh đến đây thăm trở lại. Tối con ngủ đây hả nị? Dạ. Con chào ngoại. Rồi ở đây ngủ tối có nhăn mụn không? Ừ. Rồi mũi cắn sao? Mũi cắn chùm mệt ạ. Rồi con học bài sao nị? Dạ con học bài chỗ nào con cũng học được hết trơn, trên trước rồi trong nhà rồi. Chỗ thì đi kiếm chỗ khác ngồi. Dạ. Review cái chỗ ngủ của con cho chú cùng với khán giả cùng xem đi nị. Nị đẹp như ca con. Này là em con của dì Tư đúng không nị? Dạ em con. Dễ thương quá. Là tối hai bà cháu ngủ đây á hả? Dạ. Trời ơi không có dân mụn mũi cắn sao chịu nổi ngoại. Còn cái hố này là như thế nào nị? Dạ để có rửa chén rửa đồ là nước nó sẽ chảy xuống đây, xong rồi dự trữ dưới đây nhưng mà hơi thúi chút xíu. À, lần trước chú đến đây thăm con là cái cây bàn mà chỗ trời đánh á. Ừ. Đã bị đánh chưa? Dạ khúc đó là đánh lâu lắm rồi, chú đi lên là cái bàn nó đang mọc cái nhánh mới á. Ừ. Cái xong rồi chú đi rồi hai con thấy thôi chặt luôn, chặt nguyên cái cây luôn. Ừ. Là có Dượng với là cậu hai với cậu Út luôn. Chào anh hai, khỏe không anh hai? Đang làm củi hả? Đây là cái khung cảnh của cả gia đình năm bà cháu sống trong khu nghĩa địa. Dạ con chào ngoại, hôm nay con có đến đây thăm gia đình của mình. Bây giờ con mời hai bà cháu của mình vào trong trò chuyện với con, chia sẻ những cái khó khăn trong mùa dịch ha ngoại ha. Trước màn ảnh nhỏ quý vị khán giả chính là cả gia đình năm bà cháu sống ngoài nghĩa địa mà trước đây tình đã từng ghi hình. Ngồi bé nhỏ nhất ngồi ở đây chính là bé Nị, một bé gái thường hay thấy những cái câu chuyện tâm linh. Còn phía bên tay phải của màn ảnh là bà Út, một cô đi nhặt ve chai ở trên tuyến đường Lý Thường Kiệt vào quốc lộ 22. Dạ con chào bà ngoại. Chú chào con. Dạ. Cũng một khoảng thời gian khá là lâu chú chưa quay lại thăm gia đình con. Thì trong cái mùa dịch vừa qua thì cuộc sống của gia đình như thế nào? Con có thể chia sẻ cho bà con cô bác biết về cuộc sống của gia đình mình trong mùa dịch đi. Ở nhà thì con chỉ ăn cháo xong rồi cứ hả tối thì muốn đi lượm thì lén đi. Lén bước ra ngay cái chỗ gào người ta gào á, xong rồi lén cái mà đi. Xong rồi lấy xe đạp đi ra. Đi ra ngoài lượm mà thấy con mang thì đi núp. Tại vì người ta cảnh báo là khi 16 giờ là không được đi ra đường á, cho nên là đi trốn đi mà thấy công an đi núp. Mùa dịch con vẫn đi nhặt ve chai hả? Dạ. Nhưng mà đi ít lắm. Đi ban đêm hay ban ngày con? Dạ ban đêm chứ. Hai bà cháu đi không sợ công an phạt hay sao? Có sợ nhưng mà thấy công an thì núp. Còn có nhiều khi thấy nó cái mình giả lờ là cái mình không thấy nó. Cái nó chạy đi ngang qua cái nó ngó vậy nè. Nó giống như kiểu là ơi sao giờ này không chịu đi về nhà nằm nghỉ mà còn đi vòng vòng á. Kiểu vậy. Rồi xong lụm xong rồi cái nó vẫn ngó xong rồi đi về tới ngay chỗ đầu ngõ đường á. Cái nó gào lại xong rồi cái mình mở nhẹ đi ra xong rồi cái mình đi vô trong nhà lại. Rồi trong mùa dịch ăn uống sao con? Trong mùa dịch ăn cháo với kho quẹt. Có mấy cái trứng mà mấy người từ thiện cho xong rồi chiên lên ăn. Có nhiều khi con qua bên nhà dì Tư nữa. Qua bên đó ăn cái gì con? Dạ ăn mì chú. À ở nhà ăn cháo ngắn quá, qua bên dì Tư ăn mì đúng không? Dạ. Rồi có thịt cá ăn không con gái? Dạ không, mùa dịch này chỉ có mẹ chồng của dì Tư có khi có thịt, có khi có trứng nữa. Cho nên là bà hay múc qua cho con chút xíu ăn. Rồi mấy hôm nay ăn được lại thịt cá chưa? Dạ có ăn cá. Còn thịt thì giờ người ta bán mắc lắm, từ từ người ta bán rẻ lại rồi. Sao con biết giờ người ta bán mắc?
Dạ hồi khúc mà người ta mở gào hết giãn cách rồi á, cái ngoại con nói ngoại con thèm cái gì thịt kho hụt vịt. Tại vì con ghiền món đó lắm. Cái xong ngoại đi giao vịt trợ á, mà khúc đó người ta bán ở nhà thôi chứ người ta không có đi giao vịt trợ. Cái ngoại đi vòng vòng á, ở từ ngay cái chỗ chợ Hóc Môn lên chợ Ngõ Ba Công gì chợ gì á, xong lên chợ ảnh mà không có ai bán thịt hết, chỉ có nhà người ta bán thôi. Cái quả đi vô trong nhà người ta vậy mua mắc lắm, không biết nhiêu quá vậy hu về nhà mắc lắm. Cái mua chục trứng hụt vịt mà ba mấy ngàn gì á, cái về nhà quả nấu rồi có ăn. Giờ từ từ người ta bán rẻ lại thì có nhiều lúc thèm thì mua, còn không thèm thôi không ăn. Rồi từ ngày mở cửa rồi mấy bà cháu đi nhặt ban ngày hay ban đêm? Dạ từ hồi mở ra là không có dám đi lụm liền, phải để thư ra chút xíu rồi mới dám đi lụm. Nãy con có chia sẻ là con ở trên trường là con đi học lại hay sao con gái? Con không có đi lên trên trường nhưng mà con học ở ngay nhà cô Linh, là học bổ túc. À con đi học lại lâu chưa? Dạ con học cái mà khúc mà chú nói là giúp con đi học á, xong rồi em con đi học bổ túc nè. Cái quậy xin cho con nhưng mà xin vô được cái học trên nhà cô được tháng 2 tháng gì á, cái dịch rồi con học được 2-3 ngày rồi xong rồi cái cô nói là thôi bây giờ là Nhung đi về nhà con đi, rồi cô gửi email rồi con đi lên trên ngay chỗ điện thoại con cài cái gì Zalo về, xong rồi cái con đi vô trong đó con học. Nhưng mà cái cô còn nói là thôi giờ con học ở nhà thì cô không có lấy tiền của con muốn trả cho cô nhiêu thì con trả. Thì từ hôm dịch tới giờ là cô không có lấy tiền của con. Trong suốt khoảng thời gian con đi học thì giờ con viết được chữ chưa? Dạ rồi. Con có tập vở gì không cho chú xem được không? Thở. Đây, để chú trò chuyện với ngoại con đi lấy đi nha. Cháu Nị nó đi học lại hả ngoại? Đi học. Là ngoại kêu cháu Nị đi học hay là mẹ nó kêu? Chú kêu. Dạ. Yeah. Bé này có chồng. Dạ. Yeah. Kêu hơi đi học thì chưa biết chữ. Dạ. Yeah. Rồi thấy đi học nó xiên không ngoại? Xiên. Mà cô không dạy nữa. Rồi nó khóc, nó năn nỉ, kêu cô năn nỉ dạy cho nó đi học rồi chứ lớn tuổi thì vô trường người ta không nhận nữa. Dạ. Rồi cô nói là ơi gắng đi học đi, nếu mà tiền nhiều thì cô giảm bớt cho. Dạ. Một tháng đóng bao nhiêu không ạ? 400. Một tháng 400. Tí Nị con năm nay nhiêu tuổi rồi Tí Nị? Dạ, năm nay con 12, sang năm con 13 rồi. Rồi con đi vô trọng học chung với mấy bạn nhỏ tuổi hơn, mấy bạn có ghẹo con không Nị? Dạ có. Có mấy em hỏi là sao chị lớn, chị 12 tuổi đáng lẽ chị phải lên lớp 6 mà sao chị không có đi lên lớp 6 mà chị vẫn học ở dưới lớp 1. Con mới nói là tại vì hồi đó chị đi làm cho nên là chị không có thời gian để chị đi học á. Cho nên là chị nghỉ, chị không có đi học kịp như mấy em. Nên là con nghĩ ở nhà, cái mấy em hỏi vậy con cũng kỳ, con cũng ngại. Rồi giờ con ngại nữa không? Dạ từ từ phải hết ngại chứ. Tại vì mấy em quen mình rồi. Rồi sẽ thứ hai đầu tuần cô cho con học chung với mấy em lớp 4 á. Cho nên là con cũng thấy ủa sao giờ mình học chung với mấy em lớp 4 kỳ quá à. Cô mới nói là thôi giờ từ từ cô sẽ tính cho con học sao. Thì giờ cô nói là cô để cô tính mà không biết tính sao. Con cạn cái này vô đi. Rồi tập vở đâu cho chú xem với nè, sẵn cho bà con cô bác xem luôn con học đến đâu rồi. Giờ viết tên của mình viết được không con gái? Dạ biết. Con sẽ tới 3 cuốn rồi. Con có chữ giờ, giờ e dê, giờ a da, giờ e dê, giờ o do. Đờ. Đẹp quá ha. Mới đi học có tháng mấy mà viết vậy là cũng ok rồi. Giờ viết tên bà ngoại viết được không? Con nhiều khi con biết viết, có nhiều khi con không biết viết chút. Thì tên ngoại khó quá. Tên ngoại là gì con? Chẳng thị tị.
chẳng thi tị. Nhưng mà đi học lại cũng là một tín hiệu rất là tốt á. Con ghén lắm, con mới học được như vậy cô. Có nhiều khi á, con lười, con không chịu học á, cái bà nói là bây giờ con học đi. Ừ, có gì mai mốt biết viết tên mình chứ. Khi con cũng ghén học, con học tới giờ. Cái xong một cô nói là thôi giờ con cũng ghén học đi, để có gì mai mốt con lớn con còn biết cái chữ, mặt chữ để con đi làm. Rồi con thấy ngoại kêu con đi học vậy là đúng hay sai? Dạ đúng. Rồi cô giáo giảng dạy con vậy là đúng không? Dạ. Nhưng mà gia đình của con khó khăn đi nhặt ve chai vậy thì cô giáo có bớt tiền hay giảm tiền gì cho con không? Dạ có. Có nhiều khi cô tới tháng mà đóng tiền cho cô á, cái cô con cũng không nhớ luôn, lâu lắm kìa. Cái Tư mới nói là sao rồi tới tháng đóng tiền học cho con Nị rồi sao bà không lên bà đóng tiền học cho con Nị đi. Để mất công rồi cô ở trển nói là sao mà không đóng tiền học. Thì quậy có lên trển và đóng mà cô nói là chưa tới tháng mà sao đóng. Mà thiệt sự ra tới rồi. Rồi con đi nhặt ve chai gì đủ tiền đóng tiền học không con gái? Dạ không. Lâu lắm. Để bao nhiêu chai tao đùng gì nè. Ở nhà chắc đầy cái nhà. Chắc đầy cái nhà xong rồi mới bán rồi mới đủ đóng tiền học. Có nhiều khi quậy kẹt quá quậy bán luôn. Bán hết luôn, bán từ 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 từ. Rồi chú thấy rồi. Chữ cũng đẹp nè, tại vì mới học lại có một tháng mấy rồi bị dịch. Dạ. Nhưng mà viết như vậy thì cũng khá là ok. Mình cần phải cố gắng hơn nữa. Dạ. Mình gò nét chữ mình lại. Một lớp học vậy đông không con gái? Dạ, bây giờ hồi lúc trước con mới học online thì có em con với lại mấy bạn nhỏ nữa là tính cộng vô là 7 bạn học. Xong cái từ từ lên lớp 1 á, cái mấy em không chịu học nữa. Cái ba mẹ của mấy em cho em nghỉ. Rồi con cứ tập vở vô đi nè. Lâu quá chú mới lên thăm, con còn nhớ chú không? Nhớ. Có nhiều khi con hỏi là quậy ơi sao mà lâu rồi chú không lên nhà mình chơi. Quậy hỏi là chắc chú bận hay chú làm gì chắc không lên được. Rồi hôm nay chú quay lại thăm gia đình con có vui không nị? Dạ có. Ở trong suốt khoảng thời gian mùa dịch con ở nhà không mà chú thấy con cũng không có lên được ký nào á nị? Có, con lên được 28-29 ký rồi xong rồi cái đi lụm lại á, cái nó tuột xuống còn 24 ký. Giờ là con được nhiêu ký? 24 ký luôn. 12 tuổi mà có 24 ký à? Dạ. Còn hai nói là mày gán ăn nhiều lên để cho mày mập ra cho tao coi. Con nói chắc con mập vậy là được rồi, con không có mập được nổi đâu. Ở bển á, anh Hương anh hay ghẹo là sao mày ốm mà mày đen quá à. Con nói con đen kệ con. Anh nào có ghẹo con giống như vậy thì con nói con đen giống ngoại con. Ngoại con cũng đen mà đúng không? Dạ, nhưng mà ngoại đen ít hơn con. Con đen nhiều. Hôm nay thì chú đến thăm con với bà con. Chú cũng đại diện cho quý mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình con một ít tiền. Dạ. Phụ ngoại con đóng tiền học cho con ha. Dạ. Ngoại con xin gửi cho ngoại 1 triệu tiền của quý mạnh thường quân để cùng với ngoại đóng một ít kinh phí cho bé nó đi học. Cô cũng cảm ơn mạnh thường quân giúp cho gia đình của cô. Dạ con cảm ơn. Con cảm ơn cô chú. Con cảm ơn cô chú giúp con. Con chưa về nhà. Con phải nói là con cố gắng học để cô chú có thể đồng hành cùng với con, giúp đỡ cho con trên cái con đường đi học của mình. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi sau này có những cái câu chuyện tâm linh đó thì có kể cho bà con cô bác nghe nữa không? Con không dám kể. Sao vậy? Con sợ. Ai làm gì con mà con sợ? Con sợ ma. Ở ngoại ơi, ngoài việc ở nhà là con bé Nị nhìn thấy những câu chuyện tâm linh. À, ngoại có khi nào ngoại nhìn thấy những cái câu chuyện tâm linh giống như bé Nị đã từng kể với con không không ngoại? À, thấy bóng qua lại trên trước kìa thôi. Yeah. Rồi cái qua rồi đi lại qua lại 2-3 lần rồi mất. Yeah. Còn phía đằng sau cây chú ngoại có khi nào ngoại nhìn thấy không? Có thấy bóng người mà không có nhé, qua lại vậy thôi, mình cũng gặp bóng thôi. Có nghĩa là trong gia đình của mình thì ai cũng có thể thấy
Nhưng mà giống như là câu chuyện là việc ai người đó làm đúng không ạ? Người ta cũng không có quậy mình mà mình cũng không có chọc phá gì đúng không? Ngoài có sợ không? Sợ nhưng mà rồi trong xuôi rồi cũng hết. Hồi thấy thì sợ, ở trong xuôi thì dài hết sợ. Ở nhà thì ai nhát nhất? Dạ con. Tôi ai thấy giờ là bắt đầu rồi đốt nhang và giá cà phê rồi xong. Dạ. Thuốc hút đốt lên để cho người ta. À con nhớ có một lần ngoại từng chia sẻ là ngoại uống cà phê nhiều hơn ăn cơm đúng không ngoại? Ừ. Trong suốt khoảng không? Thời gian mùa dịch thì có cà phê để cho mình uống không? Có. Mà dự trữ hả? Rồi trong xưa ăn hết rồi cũng chui rào. Nghĩa là không có tiền mua à, cái đi xin trên tiền. Nó thấy vậy nó thương, nó chờ đi mua tiếp. Rồi hôm nay đến đây thăm gia đình năm bà cháu ở trong nghĩa địa thì cũng biết được gia đình của mình hiện tại thì sức khỏe vẫn rất là tốt. Tuy nhiên có gặp khó khăn là về chỗ bé Nỉ đi học thì do cũng mới hết dịch nên gia đình chỉ mới đi nhập ve chai lại thôi. Cũng kính mong quý vị khán giả có thể cùng đồng hành với ngoại hỗ trợ cho bé đi học trong thời gian sắp tới. Dạ. Rồi chào tạm biệt gia đình mình nha. Dạ. Chào đi con. Bye bye.